Hey, Dad. What does Grandpa say under this picture? Ông nội không viết. Đại sảnh tòa đấu chính Sài Gòn, nơi chúng mình ký hôn thú tháng 7 1958. I wish one day I'll be able to read Grandpa's note on my own. Học phí vừa phải, tối đa 4 học viên mỗi lớp học, chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu trình độ của từng học viên. BCLC là nơi xứng đáng cho quý vị ghi tên học tập nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Việt. Hãy ghi danh ngay hôm nay để được giảm 30% học phí.